sự nhộn nhịp của một buổi chèo cờ đầu tuần theo quy định đã không còn nữa tại trường tiểu học Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội vào sáng ngày hôm nay. Với nhiệt độ ngoài trời vào đầu giờ sáng là ở mức 9,8 độ, nên theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, hơn 300 học sinh của trường đều được nghỉ. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn làm việc bình thường để hoàn thành các công việc chuyên môn. Phụ huynh người ta cũng xem thời tiết, là dưới 10 độ là được nghỉ học. Nếu như phụ huynh nào còn nghi ngờ thì sẽ gọi điện cho nhà trường, thì cô giáo sẽ thông báo, hoặc có những phụ huynh thì đến trường để thông báo. Hơn 3.000 học sinh của trường tiểu học Kim Liên cũng được ban giám hiệu nhà trường thông báo nghỉ học. Điều đáng chú ý là so với các năm trước đó, các bậc phụ huynh đã chủ động hơn với thông tin thời tiết, nên tình trạng đưa con tới trường rồi gửi lại đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, các trường vẫn có kế hoạch để có thể đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Và đối với những trường hợp các cháu mà bố mẹ đưa đến trường, bố mẹ không có điều kiện trông giữ ở nhà, thì nhà trường vẫn tiếp nhận các cháu bình thường. Nhà trường đón các cháu vào trong phòng ấm và phân loại các cháu ở các khối lớp khác nhau để cử giáo viên phù hợp với trình độ của đối tượng từng cháu. Với thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, thì các trường được phép quyết định cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học. Tuy nhiên, như trong ngày hôm nay, nhiệt độ thay đổi quá nhanh, đến khoảng 7 giờ sáng đã lên ngưỡng trên 10 độ C và học sinh tiểu học hoàn toàn có thể đi học vì các trường đều có những biện pháp để đảm bảo đủ ấm cho học sinh khi đến trường. Không tập trung các cháu ở ngoài sân, không tổ chức cho các cháu các hoạt động tập thể để đảm bảo cho các cháu không bị lạnh. Các cháu được học, nghỉ ngơi ở trong lớp. Ở trong lớp thì chúng tôi có cửa kính để tránh gió lùa, kín gió vào các đèn, hệ thống đèn bật ấm cho các cháu. Hiện nhiều trường vẫn đang tiến hành tổ chức thi kết thúc học kỳ 1. Việc cho học sinh nghỉ sẽ làm ảnh hưởng khá lớn đến kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nhà trường phải lên phương án tổ chức dạy bù. Theo ông Phạm Xuân Tiến, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, lịch thi học kỳ 1 có thể sắp xếp lại vì sức khỏe của học sinh là điều cần quan tâm số 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng rét đậm sẽ còn kéo dài trong những ngày tới và nhiều khả năng nhiệt độ tại Hà Nội xuống dưới 10 độ. Vì vậy, nhà trường cần có kế hoạch hoạt động hợp lý và các bậc phụ huynh luôn theo sát các thông tin thời tiết để chủ động đảm bảo sức khỏe cho con em mình.